Xin chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta hai sản phẩm, đó là một đôi loa Tannoy và một đôi loa Onkyo. Tannoy thì thương hiệu của Anh Quốc nha quý vị, và Onkyo thì là thương hiệu của Nhật đó. Thì cái đôi Tannoy này thì clip chi tiết mình cũng đã có quay rồi. Hôm nay thì mình trên clip này mình sẽ quay nó lại và cũng đo kích thước lại cho anh em, nếu anh em cũng như là các bạn nào mà chưa xem thì có thể biết cái kích thước thùng loa này ha. Đó. Và đôi loa bên đây là đôi loa Onkyo. Và Onkyo này thì nó có model là D102AX nha quý vị. D102AX. Đó. Đôi loa này thì clip chi tiết nó mình cũng như là cũng có quay rồi quý vị ha. Quý vị có nhu cầu thì em sẽ gửi đường link cho quý vị xem. Thì clip hôm nay mình quay lại để mình quay chi tiết cho quý vị xem lại cấu tạo ngoài thôi vậy ha, và mình báo giá giảm giá chút đỉnh để giao lưu với anh em. Đó. Còn clip trước thì mình quay nói chung cái bộ của nó, bây giờ thì mình quay riêng của nó ra, nếu anh em nào có nhu cầu thì mình vẫn chia sẻ cho anh em. Đây căng thì căng zin, vẫn còn bộ tạm của nó đây gì ha, đó, khung bằng nhựa, còn zin ha, lưới zin luôn. Và đây là Onkyo này, rất là đẹp quý vị ha, phải nói là rất là đẹp luôn đó. Bát con này thì được 14 cm nha anh em, 14 cm, chép thì chép đơm rất là to, cái bề ngang cái đường kính của cái chép rất là to. Thùng thì sơn màu gỗ rất là đẹp quý vị, cũng còn rất là đẹp, tuy nhiên thì cũng có chày một số chỗ nhỏ nhỏ nha. Thì chút nữa mình quay mình sẽ chỉ cho quý vị cũng như là chỉ cho anh em chúng ta xem những chỗ chày của nó ha. Đó. Bây giờ thì mình xin phép mình sẽ đo cái kích thước của nó cho quý vị và các bạn chúng ta biết nha. Đây, cái chiều cao của Onkyo D102AX là 29,5 cm nha nè, 29,5 cm. Đó. Và chiều cao, ý, chiều cao rồi, chiều ngang thì 17 cm, ngang 17 ha. Và cái hậu sâu không có lưới là 26 nha, 26 cm không lưới. Đó là cái kích thước của cái thùng loa Onkyo D102AX. Mình sẽ đo đường kính bát cho quý vị xem. Đây quý vị ha. Đó. Anh em ta hô là 14,5 thì mình thấy mình báo 14 cm cho anh em nha. Đường kính bát 14, đường kính chép 10. Đó. Ở đây thì có cái tem nổi của nó luôn nha quý vị. D102AX rồi thương hiệu Onkyo. Ha. Đây chép. Đẹp mỹ mãn, bát cũng đẹp mỹ mãn. Đó là những cái vết bụi của nó cái gì ha. Mình dặn để luôn. Đó. Quá đẹp quý vị ha. Rồi, đây mình sẽ quay xung quanh thành vách của nó cho quý vị và các bạn chúng ta xem thành vách của nó nha. Đây nè quý vị, khi mà hai cái mặt của nó ấp vào nhau quý vị ha. Đây mình quay ban đêm cho nên là ánh sáng nó không có đồng đều quý vị. Mình có hỗ trợ thêm ánh sáng đèn ha. Đây chỗ này nó có chạy một chút quý vị ha. Đấy. Mình xước mắt miếng da hay gì. Cái này thì mình sẽ quét màu tiệp tiệp để cho nó đẹp một chút quý vị ha. Được. Còn tại mình chưa lặp. Còn cái này nó cũng có chạy, cắn chạy một chút. Đó quý vị ha, hai chỗ ha. Cái này cũng nhẹ. Rồi phía sau nha quý vị, phía sau nó nha, đây là phía sau của nó gì ha, màu gỗ luôn nha quý vị nha, đẹp xuất sắc luôn, phía sau che màu gỗ luôn, quá đẹp luôn. Và hai bên là có lép rai là đúng đôi luôn chị, chữ L chữ R lép rai nè, và số series của nó là trùng series luôn quý vị, 18329 18329 mấy con số đuôi ha, đúng luôn. Thông số kỹ thuật của lo nào quý vị ha. Lo thì 80W quý vị, và trở kháng thì 4 ohm, và hàng thì sản xuất được
được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị nha. Đấy, đôi này tiếng tốt lắm vậy ha, tiếng mạnh dữ dằn, 80W rất là mạnh quý vị. Đây là cái vách của nó bên đây, bên đây còn em quý vị ha, đẹp màu luôn, màu đẹp. Tuy nhiên thì cũng có xước xước nhẹ nhẹ chút chút nữa vậy ha. Bên đây cũng vậy. Đấy, còn ngoài ra là rất là đẹp nha quý vị nha. Nói chung là nhìn sơ qua là rất là đẹp, tại mình kỹ thì mình quay chi tiết từng chỗ, mình chỉ chính xác cho anh em xem thôi. Chứ nói chung tổng thể là nhìn ok, đẹp. Thì lau chùi xương lại cái nữa lên màu đẹp lắm quý vị, tại vì chưa có chùi. Thấy nó hát cũng ok quá cho nên là để trong phòng cho nó hát luôn quý vị ha. Hôm nay thì quay clip coi anh em nào có thích thì giao lưu với anh em chơi. Và giá thì em báo giá giao lưu đôi lo này luôn quý vị ha. Nguyên sinh hoạt động hoàn hảo luôn nha. Thì mình xin giao lưu đến anh em với ta. Giá là 1,8 triệu quý vị. 1 triệu 800 nghìn nha quý vị nha. Và giá 1 triệu 8 á thì là chưa bao gồm chi phí ship nha quý vị nha. Ship toàn quốc á thì chắc cả khoảng 100k quý vị. Đấy. Rồi, em xin phép qua đây Onkyo này tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lo on Tannoy. Tannoy hình như là model này của nó là 605 quý vị nha. Chính xác quý vị ha. Đôi lo Tannoy model 605. Đó. Đôi lo này hình thức còn cũng khá đẹp nha quý vị nha. Với phiên bản thì là màu đen. Màu đen vân gỗ quý vị ha. Và ở trên đầu thì nó thiết kế hai cái miếng giống như hai cái miếng giả đá, nhìn rất là đẹp quý vị. Nhìn rất là đẹp. Lưới này trên nó còn nguyên zin hết nha quý vị nha. Tem cờ đầy đủ luôn. Lo này phải nói là cấu hình chuẩn luôn. Quá đẹp luôn quý vị. Màng thì màng bóng giống như carbon bóng. Và gân thì gân cao su mềm. Cho này hát tiếng rất hay ha, rất mạnh ha. Đây quý vị. Này dính nó bóng quá nhìn thấy vậy vậy nè. Gân rất là mềm quý vị ha, nhìn rất là êm. Cái chép độc quyền của loại Tannoy này nó như vậy nè quý vị. Có cái miếng lưới đậy đây nè ha. Chất đơm rất là đẹp ha. Đó. Bên đây cũng vậy quý vị ha. Bát cũng đẹp luôn. Chép nè quý vị ha. Rồi mình sẽ đo kích thước thùng này cho quý vị và các bạn xem biết kích thước thùng này nha. Thùng này cũng khá lớn nha quý vị nha. Chiều cao được 40cm. Chiều cao 40cm nó làm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh đúng không vậy? Dạng làm bát giác thôi ha. Lục giác chứ, lục là 6 chứ. Bề ngang cái chỗ mà lớn nhất là 27cm nha. Và cái chỗ nhỏ nhất là 13 nha quý vị. Mặt tiền mặt trước thì bề ngang thì 20. Đó, vậy ha. Và cái hậu sâu thì được 18. Đó. Hậu sâu được 18. Đây là cái đường kính của bát mình đo cho quý vị xem nha. Bát bự phủ bì hết thì 17 mấy, nhưng mà trong gân này tính là bát 16cm nha quý vị nha. Bát này 16 ha. Bát kia 14 nhỏ hơn chút. Bát 16. Thành vách đôi này thì cũng nhìn cũng khá ổn rồi ha. Đó, cũng khá ổn và đẹp. Đấy. Đây, sau lưng nó nghe quý vị nha. Trên đầu nó thì còn cái tem Tannoy gì của nó luôn nè quý vị. Hai bên còn hết. Rất là đẹp ha. Dưới đây tem cờ đầy đủ luôn. QA Tannoy gì đó. Rồi xuống đây. Những cái chạm này thì nó xài chung với những cái chạm của Tannoy đàn anh dòng Styling nha quý vị nha. Cái chạm đó. Rất là hoành tráng luôn. Bộ chạm không mình thấy là rất là hoành tráng nè quý vị. Và model 605 nó ghi đây. Bộ chạm rất là lớn nha quý vị nha. Bộ chạm không muốn đủ tiền quý vị. Đó, này là phía bên hông khi mà hai cái lưng đầu vào nhau quý vị. Đó. Ok quý vị ha. Thì đôi này thì giá thị trường hình như là khoảng tầm 5 triệu rưỡi quý vị ha. Mà shop mình mở hộp Zalo thì có 4 triệu 9 nè. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ giảm cho quý vị và các bạn chúng ta 300 ngàn nữa mình còn Zalo cho quý vị là 4 triệu 6 nha quý vị nha. 4 triệu 600k nha quý vị. 4 triệu 6 chưa bao gồm chi phí ship. Quý vị và các bạn nào quan tâm liên hệ với Trần Thảo An Khang qua số máy của em là 0902 764 784 vị nha. Quý vị có đi ngang qua xem được clip nhớ cho em xin một like trên clip quý vị nha. Và quý vị chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ
và theo dõi đón xem các clip mà em up lên sớm nhất hàng ngày. Rồi, em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo.